giờ xin chào quý khán giả trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại trường tiểu học Đông Hòa Hiệp á. Có cái chú này bán kẹo chỉ 5.000 nè. Đó, học sinh mấy bạn ở đây rất là thích mua của chú nha. Đó, ông chú cũng làm kẹo chỉ, mình nhớ lại ngày xưa của mình đó. Đó. Kẹo chỉ đây có nguyên liệu là dừa với là bánh nè. Cái này bột á. Đó, ông chú cũng bán kẹo chỉ. Đó thì chú bán lâu chưa chú? Mấy năm rồi? 20 năm rồi hả? Bán dạo mấy trường học hay không? Ủa cái bánh này là bánh gì chú? Nó kêu bánh xếp. Bánh xếp hả? Với đậu phộng, với dừa, với lại bột á. Trở lại thời xưa. Đây là kẹo chỉ nè, xe bán dạo của ông chú. Này học sinh nó mua. Một cây kem ký vậy là nhiêu tiền chú? Ủa kem cây vậy? Cái kẹo chỉ gì 5.000 hả chú? 5.000. Kẹo chỉ với mình làm sẵn vậy. Cái cục dưới này là gieo gieo là kẹo kẹo đó hả? Kẹo ngắt bỏ vô này. Kẹo được bằng đường ha, mình ngắt mình bỏ vô. Nó được cắt chắc nấu chưa vô. Dạ. Trời ơi, nó thèm quá. Rồi mình thêm sữa bò nữa chú. Có sữa, đậu phộng. Dạ, đậu phộng. Đó, mấy đứa học nhỏ nó khoái khoái mua. Sữa nó khoái mua. Ủa chú tôi chú thứ mấy chú? Chú Tư nữa hả? Chú Tư bán cá. Ủa bán kẹo chỉ 5k. Đó là mình ngắt ra sẵn hay là mình nó mua mình ngắt? Mình ngắt bỏ vô. Dạ. Bỏ sẵn vô. Hết thêm nữa. Đây có chú bán ba tê bánh mì nữa nè, mọi người có đi mua ủng hộ thì có gặp hai chú này ủng hộ chú nha. Chú hai bán buổi chiều hàng ngày ở trường tiểu học Đông Hòa Hiệp hả chú? Của tuổi thơ. Mình ăn cái này mình nhớ là hồi xưa hồi nhỏ mình đi học mình cũng hay để dành tiền ăn mấy cái món bạc như thế này nữa. Đó. Con đâu rồi? Kẹo như này mình ngắt cái này ra. Nè nó nè, đây là một kẹo. Kẹo chỉ. À, đó tôi bán đắt hết sức rồi. Có chút xíu mà học sinh nó mua nó quấn lại vô cái vòng đeo tay. Bột này là bột năng hả chú? Bột mì tinh rang cho chín. Mình rang cho chín hả? Đúng rồi. Rồi mình quấn vô bột vậy chi vậy? Quấn bột vậy cho nó mới, nó nhờ cái đó nó tạo ra chỉ nè. Dạ, nhờ cái đó nó mới tạo thành sợi chỉ ha. Mới có mấy phút mà chú bán này nãy giờ bán được đắt quá trời luôn nè. Kẹo chỉ 5k. 5.000 cây vậy đó hả chú? Chú Tư nha mọi người, có thấy chú Tư thì ủng hộ chú Tư nha. Này có cái chú bên đây bán bánh mì ba tê này, cũng thấy bán chung luôn nè. Đi chung luôn. Đó. Đó mình ngắt gì sẵn hết. Đường đó là đường gì chú? Đường cát trắng nấu với xì gô dâu. Đường cát trắng nấu với xì gô dâu hả? Đây có nhiều món ăn tuổi thơ quá ha. Đây có pate nữa nè. Pate với muối tiêu không? Pate lạnh. Có học sinh ngắt đường luôn nè. Mình làm sẵn vậy trước cái hồi học sinh mua làm cho nó lẹ hả chú? Học sinh mua để nắm mình kéo qua. Dạ. Nó ngắt nó lâu, ngắt sẵn. Dạ. Ngắt lâu cục. Vậy nó lè á. Ngắt lần chục cục để sẵn. Gán lần chục cục á. Dạ. Đó, ở đây học sinh á. Mua kẹo chỉ nha, đứng trong hàng dạo nó mua nó đưa người ta cho. Khoái ăn kẹo chỉ nha. Ngọt ngọt á, với lại có dừa với sữa béo béo. Làm cái bánh xếp. Dừa này mình nhà mình nạo ra nạo sợi vậy thôi chứ. Nạo rồi. Đồ phần. Sữa. Rồi cái này đây đưa trước đâu. Con. Nhìn
nhìn thấy đơn giản làm lẹ ghê, quen tay không rồi, nói chú nó mười mấy năm rồi, gần 20 năm bán kẹo chỉ hả? Quá trời, năm nay chú nhiêu tuổi mà bán 20 năm rồi? 67 tuổi. 67 tuổi hả? Vậy là 47 tuổi đi bán rồi. 47 tuổi là đi bán cá nè, bán kẹo chỉ 5 kè để ông chú mưu sinh kiếm sống với nghề bán kẹo chỉ. Để lấy này không lấy nè. Hết bánh rồi lấy bánh về tiếp bán tiếp. Cái hãng tới gần mình với lòng. Dạ. Cái hãng nó. Dạ. Đây là cái bánh bánh của hạt. Tiếp ngang nằm ngang cái tượng ngang cái đài truyền hình đó. Dạ. Nghe là truyền hình với Vĩnh Long không? Ờ, đúng rồi. Rồi chú lấy bánh mình đó về để bán cho học sinh thôi. À, đúng rồi. Chú bán, nó bán kẹo chỉ đúng không? Cái bánh phải không? Nè, thấu tiền con nè. Cây nào cũng 5 ngàn hết hả chú? Bột gì là bột gì mình về bột mình bỏ mì, lên chảo mình gan lên hả? Bột mì tinh mình gan cho chín. Bột mì tinh thì gan cho chín thôi. Gan khô hả? Gan cho khô, để khô rồi cắt lá dứa bỏ vô. Dạ, cắt lá dứa nữa hả? Ừ, lá dứa gì đâu, nó chín lá dứa là bột chín. Dạ. Chín lá dứa là chín ha. Vậy là cho nó thơm nữa ha. Thơm. Đúng rồi hả? Chú bán nha, bán kẹo chỉ. Học sinh nó phái nó mê nó mua quá trời. Dễ ăn nó ngọt ngọt với nước này phái. Kẹo chỉ ha. Trở về đủ thơ cũng muốn kẹo chỉ không? Trời, mới đây bán hết dừa luôn không? Lẹ vậy? Còn chuẩn bị không? Mình đem từ bên nào ở đây luôn hả sao? Đâu quá, ướp lạnh trong cái thùng đó. Dạ dạ. Thế mình chuẩn bị hết dừa, mình chuẩn bị thêm cái bọc dừa ở nhà mình đem theo. Nạo sẵn dưới đây làm không kịp. Chị ăn cây bông hồng 3 ngàn. Ăn nào ăn. Dạ. Ông chú mời mình à. Ông mời mình miếng kẹo chỉ. Đây, mời quý khán giả cùng mình ăn thử kẹo này luôn nha. Này ông chú mời ông tặng luôn. Cảm ơn chú. Trở về tuổi thơ ăn thử kẹo chỉ luôn, ngon lắm, ngọt ngọt, sữa béo, rồi có dừa, miếng bánh phồng giòn giòn, bánh xốp với đậu phộng. Uống vô cây luôn hả chú? Hình bông hồng. Nó kẹo rời ngoài. Nó kẹo rời hình bông hồng luôn hả? Ừ. Lại chút tiền. Đi chơi và đi là quên tiền. Ngon quá. Nè, đi quay phim được chú Từ mời thử ăn cái kẹo chỉ nè. 5 ngàn thôi. Rất là ngon. Chú đi bán bằng chiếc xe dạo nha. Ủa chú nhà ở đâu đặng chú? Nhà ở Hồng Mỹ Phú. Hồng Mỹ Phú ha. Rồi chú bán là chạy chỗ trường bán liên tục chứ đâu phải bán chỗ. Bán sức vậy đó. Dạ. Bán giờ hết. Chứ là phải bán chỗ đâu. Dạ.